Chào mừng bạn đến với tuần thứ 12, tuần cuối cùng của Tam Cá Nguyệt thứ nhất. Bạn đã mang thai được 3 tháng, còn 2 quý nữa thôi là chúng ta sẽ đón em bé chào đời. Ở tuần này, triệu chứng thai nghén sẽ giảm đi nhiều, bạn sẽ đỡ buồn nôn hơn, đỡ khó tiêu và giảm triệu chứng tiểu nhiều lần. Cảm giác sẽ ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, hiện tượng táo bón vẫn có thể còn. Ngoài ra, thỉnh thoảng bạn có thể bị chuột rút hoặc cảm giác căng bụng dưới. Lý do là bởi tử cung lúc này phát triển lớn hơn và làm căng giãn các dây chằng. Nếu như bạn đau bụng dưới kèm theo ra huyết âm đạo thì bạn cần phải liên lạc với bác sĩ ngay nhé. Còn với em bé thì sao? Em bé lúc này đã tăng kích thước gấp đôi, dài 5-6cm, nặng 14g, tương đương với một quả chanh. Hầu hết các cơ quan gần như đã hình thành đầy đủ, mặc dù vẫn tiếp tục trưởng thành. Ruột thì đã bắt đầu co bóp, tủy xương liên tục tạo ra các bạch cầu. Đây là một vũ khí để chống lại các nhiễm trùng sau này. Tuyến yên cũng bắt đầu sản sinh các hormone cần thiết ban đầu. Lúc này khi đi khám, bạn sẽ thấy được tim thai em bé đập rất nhanh, từ 110 đến 160 lần trên phút, gấp đôi với người lớn, và nó sẽ giảm dần khi em bé lớn lên. Và đó là tuần thứ 12 của thai kỳ. Nếu thấy hữu ích, hãy like và share cũng như chờ đón những video tiếp theo của chúng tôi.